Tập cuối chỉ chăm chăm ghép đôi Triệu Lộ Tư, Đinh Vũ Hề, khán giả Trần Thiên Thiên trong lời đồn dãy nãy đòi phần 2. Thật không thể phủ nhận sức hút đến từ bom tấn xuyên không Trần Thiên Thiên trong lời đồn, với hàng loạt thông tin liên quan ngập tràn mặt báo. Và dù nhà phát hành đã quyết định tung trọn bộ, với cái kết ngọt ngào dành cho cặp đôi chính Trần Thiên Thiên, Triệu Lộ Tư Hàn Thước Đinh Vũ Hề nhưng dường như vẫn không đủ để chiều lòng khán giả. Phim kết thúc quá nhanh quá vội vàng, hồi kết tập trung chủ yếu vào cặp đôi chính khiến cư dân mạng này sinh lòng tham, đòi biên kịch phải viết tiếp phần 2 để giải quyết hết những câu chuyện còn dang dở của tuyến nhân vật phụ. Trần Thiên Thiên trong lời đồn kết thúc trong viên mãn. Netizen xứ Trung Hống phần 2 sau khi xem cái kết khá mơ hồ. Cư dân mạng Việt cùng đồng loạt vote biên kịch viết tiếp phần 2 và mong muốn gặp lại tất cả các nhân vật. Không những thế, các fan cứng của Trần Thiên Thiên trong lời đồn còn gợi ý kịch bản phần 2 với đủ mọi tình huống đáng để mong đợi. Phần 2 có thể là sự xuất hiện trở lại của tất cả các nhân vật ở Hoa Viên như Thành Chủ, Đại Công Chúa, Nhị Công Chúa, Bùi Hằng Thịnh Anh Hào, Tô Mộc, Quyền Bái Luân Tử Duệ, Bạch Cập, trong một chuyến xuyên không đến thời hiện đại, và gặp lại thầy Hàn cùng Tiểu Thiên đã có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào nơi thành thị. Nếu là như vậy thì chắc chắn Trần Thiên Thiên trong lời đồn, phần 2 sẽ còn đem đến cho khán giả những phút giây cười thả ga hơn nữa, và quan trọng nhất là, các nhân vật đáng yêu của phim đều sẽ có những cái kết trọn vẹn hơn. Nếu có phần 2 chắc vẫn sẽ là những thước phim vui nhộn hài hước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc làm tiếp phần 2 có vẻ sẽ làm giảm sức hấp dẫn của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, bởi nếu bộ phim mang nội dung ngôn tình thành thị hay xuyên không đến thời hiện đại, thì đều đã quá quen thuộc và khó để tạo ra điểm khác biệt. Chính vì thế, nhiều khán giả nhận định, tốt hơn hết là dừng lại ở phần 1 với những cảm xúc sâu đậm về câu chuyện tình đáng yêu của cặp đôi chính, nếu muốn giải quyết chuyện của tuyến nhân vật phụ thì hãy làm ngoại chuyện sẽ hợp lý hơn. Nhiều ý kiến cho rằng biên kịch nên dừng lại ở phần 1 là đủ rồi. Trần Thiên Thiên trong lời đồn có nên viết tiếp câu chuyện tình dễ thương ở thời hiện đại? Hiện tại, cuộc tranh luận về cái kết của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, cũng như việc có nên viết tiếp phần 2 vẫn đang diễn ra trên khắp mạng xã hội. Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã phát hành trọn bộ trên Tencent TV. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có, rất muốn. Không nên làm phần 2. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.